Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nói chuyện rồi. Tôi hát bản hay hay mà tôi quên này, vừa tôi hát mà tôi quên này. Ông buồn nữa hả? Tôi cười anh hát mẹ anh. Có hả? Không một người dân ngon gì mất của anh về cao là quên mất luôn. Mà hỏi gì Hugo đấy? Mẹo rồi, để không ra còn chỉ đường được luôn rồi. Thế ba bữa kia lên cái vụ mẹ ra rồi sai không mà đâu. Chắc hai người mẹ mẹ đi. Đúng không? 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 Đời ai biết trước ngày mai ta sẽ ra chỗ này quá nhà đôi chỗ tay theo nè bạn con con bé hay quá bạn con biết hát hay quá quá bà nội cha mày hai cười bạn con biết hát hay quá tập tụng nó ỉa cặc cha mẹ mấy là cao cơ dở là đủ mẹ cái chữ là tới chứ là lo với là xe tu rồi hát bài là đủ anh lặng lặng thầm lũ cho điêm được á mày mà thấy cơm à lặng thầm đi cho điêm ô ô tám về hết anh trời ơi giờ tám thứ đi ông chạy mày đang ngồi đâu lặng để đi kiếm mình không à đang nói được ơi nó làm bản ta có thằng Đăng Nguyên đây Đăng Nguyên hả đứa nào cao đó thằng Đăng nằm đây cười trời ơi đổ cha nó buồn rồi nghiêng cái nó nghiêng nghiêng biết có một dân bọn ngoài đi đủ má hơn một thằng người dân chơi gì đi chợ nãy giờ anh em hơi bệnh quá gì ca luôn đi đó ca luôn quá ca 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 không ca gì hết đó đó hát bài đó hát bài đó đó hát bài đi đó xây dòng nha xây dòng vô thì hai mẹ còn hay ghê ha hai mẹ không chịu hơn nữa thằng này kiến tả đồng chứ anh rồi. Không bà tay tay tới à. Cái vòng đúng không? Anh em mình quay trực tiếp lên thử cù la thôi. Đủ quá tầm lâu. Tay cái bôi anh em. Đủ quá cái bôi, tao nói đừng bôi được rồi. Mày biết rồi bôi đừng bôi được rồi. Đủ quá bôi quỷ luôn mà. Thôi để em chỗ á. Đủ quá chứ còn hát cái nữa hơn là cứ giữ con tao nữa. Tao là dễ lắm. Sủa mà mang quá. Anh em ơi. Chót vậy. Tao hồi nó hát bản ở Trần á. Okay. Anh em có ăn ở chùa không à? Không ở chùa không ở nha, ở trần. Tại mình nóng quá. Mình nóng quá, đồ uống bia nóng quá ở trần. Con hát lại chùa uống xe đã. Không mà bán nghe. Sơn ở cái chùa à. Chí tình nào ăn á. Này ôm tiếng em một bộ phim vũ cháy đen cho ta cười trong đầu sớm xa đôi vất vả đi em ghé đây lý trà xây dựng ta như từ có bao giờ em cứ đâu đây đi xin đừng chung qua đường xa bởi ta xây
để ta xây nên hàng từ của những một quên đứng đây. Các bạn vừa xem video của chúng tôi, hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ và ý kiến của bạn vào phần comment bên dưới. Nếu thích video này, nhớ like và chia sẻ cho bạn bè và đừng quên đăng ký để xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.